Đó, quý khách hàng đang theo dõi đó, gá xoay tròn đang thực hiện trang trí của ô titan rất là tuyệt vời trên cái gá xoay tròn mini có tải trọng 50 kg nha quý khách hàng, quá đỉnh luôn á. Xong đó, quý khách hàng thấy rất rõ không, mở ra đó, đường trang trí quá tuyệt đỉnh. Rồi mình làm thêm vài thông số nữa đó, quý khách hàng đang theo dõi từ nãy giờ đó, đường đầu đây là đối với khách là gì, đây là trang trí của vô nè, đường đầu với tốc độ nhanh nè, tốc độ chậm nè đó, và tốc độ nhanh nè, tốc độ nhanh nhưng mà tăng độ rộng, tốc độ nhanh bằng nhau nhưng mà khác về độ rộng. Đây là toàn bộ những cái quá trình mà mình làm trang trí của vô để hàng titan rồi hàng của vô. Thì quý khách hàng đang coi đây là dòng máy gá xoay tròn mini 50 kg mình đang bán trọn một cái bộ như thế này. Dĩ nhiên cái cây này mới tinh nha, cây gá súng tăng đưa lên xuống nè, qua trái qua phải tăng đưa súng lên xuống, nhưng mà hiện giờ mình đang chưa có gắn cây mới vô, mình đang test thử bằng cái cây cũ. Thì trọn bộ là có cây gá súng mới tinh, một cái mâm xoay kẹp nhanh, trọn bộ như thế này luôn, giá 7.500.000 nha quý khách hàng, vé đi chip luôn, tức là rất là rẻ. Cho nên quý khách hàng nào có cần về nhu cầu cái này thì nhớ nhấn nút đăng ký kênh, nhớ đừng tua video, bên trong mình sẽ hàng chi tiết về cái đường trang trí của vô cho tất cả các khách hàng coi. Và bây giờ mình cũng sẽ trang trí luôn cái đường này luôn, rồi bên trong thì mình sẽ chỉ tiếp toàn bộ những cái thông số về cái cách làm của vô cho quý khách hàng nha. Quý khách hàng nhớ nhấn nút đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Quý khách hàng đang theo dõi giá xây còn kết nối với mặt bích 265 trên da, hàng mặt bích rất là tuyệt vời đúng không, quý khách hàng thấy rất là tuyệt vời không? Tốc độ này cũng vừa tương đối với cái mặt bích này rồi. Dạ kính chào tất cả quý khách hàng thương mến, quay trở lại kênh máy hàng em Quyền nha. Chúc quý khách hàng có một ngày thật là ấm áp và bình an. Quý khách hàng nào lướt qua kênh YouTube máy hàng em Quyền thì địa chỉ tại số 27-29 này, thì quý khách cho mình xin một cái nút đăng ký kênh nha quý khách hàng, nhấn vô nút like, bật luôn thẻ chuông để nhận được những cái video mà mình sẽ post lên hàng ngày. Thì hôm nay tranh thủ làm một cái video cực kỳ ngắn, không phải nói về hai cái máy này nha. Đây là cặp máy này quá huyền thoại rồi, MacBook 265 Tenja bán chạy nhất trên kênh máy hàng Quyền, tích 250bc là bán chạy nhì đó. Thì tại sao có hai chú máy dễ thương nằm đây, lý do là cái này nó đi vô huyền thoại rồi, khách hàng đặt hàng ngày. Tuy nhiên cái sản phẩm đặc biệt ngày hôm nay mình muốn nói đến đó là cái dàn gá xoay hàng tròn để chúng ta ứng dụng trong hàng tích, ứng dụng trong hàng mít, hàng được rất là nhiều góc độ, giống như đang mình đang để trên mặt thẳng này là 180 độ, và chúng ta vẫn có thể quay nó xuống là 90 độ để mình hàng rất là nhiều ứng dụng, đặc biệt là hàng đường tròn ha quý khách hàng ha. Đây là gá xoay hàng đường tròn, thì đây là cái gá xoay, nó có những cái do mình thiết kế tại Việt Nam và do trên kênh máy hàng Quyền là bán. Cái bộ của Trung Quốc á là nó làm, nó bán giá tầm khoảng 10-15.500.000. Riêng cái bộ này của mình thiết kế tại Việt Nam thì mình bán ra trị giá chỉ có tầm là tùy theo một số cái yêu cầu khác biệt nữa thì giá nó sẽ khác. Tuy nhiên với cái bộ mà như bây giờ nè ha, có một cái cây để tăng đưa súng lên xuống qua lại đó, thì cái bộ của Trung Quốc nó xài motor DC, còn cái bộ mình làm này, quý khách nhìn thấy cái dàn motor này ghê gớm. Motor này là made in Korea, nó sử dụng là motor 3 pha luôn nha, 3 pha 220 thì tốc độ là 20 vòng tối đa trên một khúc, và tải trọng của cái mâm xoay này thì sẽ tải tối đa được 50 kg đó. Thực ra mình leo lên đây mình ngồi á vẫn tải được nhưng mà không nên. Tóm lại mình ứng dụng mình để 50 kg cái vật liệu cần hàng, sản phẩm cần hàng là tuyệt vời đó. Rồi bên trong mình phải, tại vì mình sử dụng motor 3 pha 220 cho nên buộc cái qua cái biến tần này đó, biến tần này là biến tần 220W Mitsubishi của Nhật, nó cũng rất là xịn hào hết ra. Biến tần là dùng để mình chỉnh tốc độ cũng như là lấy điện 3 pha 220 vô nó rồi mới xài được điện 220 đó. Thì bây giờ cái
nguyên lý hoạt động của cái gá xây này nó cũng rất là đơn giản mình làm. Đó, quý khách thấy rõ không? Gắn biến tầng. Đẹp trai long lanh không? Mã là E500 nè. 200W. Đó, bạc đạn là F204 nè. Hai cái bạc đạn này cũng là thiết kế chắc chắn hơn của Trung Quốc luôn. Motor là cũng giảm tốc cực kỳ ngon luôn. Đó, của Hàn Quốc. Cái sườn này thì cắt bằng laser. Đó, mình cắt cái chỗ mà cái xưởng mà mình bán máy hàng laser cho khách hàng của mình đó, thì cho nên chi phí nó tương đối nó sẽ rẻ hơn Trung Quốc, nhưng mà chất lượng của những cái vật tư thì nó lại ngon hơn. Đó, mâm thì là mâm khóa nhanh đó. Bình thường là mình sẽ bán những cái mâm mà của máy tiện á, thì mình sẽ có cái lục giác để mình siết thì nó lâu, thì cái mâm này là mình sẽ khóa rất là nhanh, chỉ cần mở ra như thế này. Nó mở ra đơn giản rồi thả vật liệu cần hàng vô, khóa lại một cái, ê lộn, nó khóa lại nè, khóa cực kỳ nhanh là vô ngay tâm liền. Nó rất là đơn giản. Rồi bây giờ mình sẽ vô cái vận hành, cái cách vận hành và điều khiển của máy này. Thì máy này mình đang sử dụng điện 220V. Đây, điện nguồn 220. Thực ra con motor là 3 pha nhưng mà mình đã qua biến tầng cho nên mình đang sử dụng điện 220. Nó cộng dây điện nguồn thì cho theo là được 3 mét miên man. Rồi đây là cái đường kết nối tín hiệu lên cái súng hàng tích đó, hoặc là kết nối lên súng hàng mít, thì từ trên cái dây cò của máy hàng tích 250BC này nè, đây súng tích là dĩ nhiên là phải bắt dấu trừ, kẹp mát thì bắt dấu cộng, và mình cũng đang kẹp vô cái gá xoay rồi đó, quý khách hàng thấy không đó, mình sẽ chuẩn bị vô mình hàng một cái đường trang trí cổ bô chơi. Thì cái ứng dụng cái gá này quý khách có thể hàng được mặt bích trong, nếu mà ứng dụng máy mít, còn mình có thể tích dẫn được luôn, và ứng dụng cho tất cả quý khách hàng nào mà trong cái mảng làm cái nghề mà trang trí cổ bô, hàng titan rồi đó, hàng bô titan đủ thứ kiểu hết đó. Đó, đây là dây truyền tín hiệu của công tắc tích xuống cái bộ này. Rồi đây là cái bê đan để mình sẽ kích cho nó quay, thì bây giờ mình sẽ đi cắm điện nguồn và cho nó em nó hoạt động nha. Cắm điện nguồn 220 vô. Mình bật xuống đây nè, là mình để mình có viết rất là sơ sài, nhìn nó xấu xí nhưng mà chất lượng nó cao hả quý nè ha. Nó mình không có in ấn gì hết á, lúc nào cũng phải chân tình. Manual có nghĩa là vậy. Bật đó, vậy là nó sẽ quay nè. Đó, tiếng HF bắt đầu, quý khách nghe tiếng HF của máy tích nó đánh không? Ngắt. Lý do máy này nó xịn lắm, con máy tích 250BC mình nó xịn lắm. Nó khác mấy máy Trung Quốc của gia xích đồ này kia. Đó, mấy con của gia xích mà chỉ cần bóp về là nó quánh hoài cái tiếng HF đó, lạ hồi chết cái máy luôn á. Còn máy mình nè, không có hồ quang là nó sẽ ngắt tiếng HF liền. Đó, đó là mình đang kết hợp cái đường tín hiệu của súng hàng tích vô trong cái hộp điều khiển này rồi. Kích cò, quay, đang quay từ chiều bên này qua. Rồi, đảo chiều nè. Gạt qua bên này, gạt lên là đảo chiều nè. Đó, đảo chiều ngược lại. Gạt qua bên này, gạt xuống chứ. Đó là đảo chiều này, gạt lên là đảo chiều này. Rồi chỗ này là mình sẽ chỉnh tốc độ, đó, tốc độ nhanh chậm đó này ha. Rồi còn nếu mà quý khách hàng không thích đạp cái này thì có thể gạt lên đây là nó tự động nó hàng luôn, khỏi đạp. Gạt xuống đây là đạp, gạt lên đây là tự động hàng. Nó thích tự động là tự động, còn thích đạp là đạp đó. Ngắt rồi, để giữa này là khóa, nó vậy đó. Để giữa này là khóa lại, không có tác dụng gì hết. Rồi gạt lên, đảo chiều, gạt xuống, đảo chiều. Ở chỗ này là chỉnh tốc độ. Nào khách chú ý nè, chỉnh tốc độ nè, 20 vòng một phút đó. Rồi giảm lại, giảm lại, giảm lại, giảm lại, giảm lại, giảm, 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 giảm. Đó. Rất là chậm đó. Nếu mà mình hàng những cái ống dày thì thường mình xài ở tốc độ tầm này nè. Đó, mỏng mỏng thì mình đi nhanh hơn, tùy theo cái tốc độ và cũng như cái rồ phai hàng mà mình sẽ chỉnh cái tốc độ phù hợp với cái vật liệu mà mình hàng. Theo ra đó thì đơn giản kết cấu của cái dàn gá xoay tròn là nó là như vậy đó. Rồi bây giờ mình sẽ đi vô tiến hành mình kết nối một với cái máy hàng tích này, và mình sẽ hàng cho quý khách hàng coi cái ứng dụng của cái việc trang trí cổ bô nó là sao nha. Đây mình đang trên tay mình đang có cái ống này là ống 41 phải không ta? Ống này cỡ 41 á, thả vô.
41, 42 đó, rồi mình sẽ khóa em nó lại. Rồi. Khóa, cái tô khóa kẹp nhanh này ha, khóa vô. Rồi, bây giờ mình sẽ chỉnh cái thông số hàng tích trang trí cổ bô cho khách hàng coi. Nó thường mình sẽ bắt đầu mình di chuyển qua tích xung. Ha, cái mình chỉnh cái dòng nền này. Space ampere là tầm 30 ampere hoặc 32 gì cũng được. Ở đây mình chỉnh 30 đi. Rồi, dòng chính mình chỉnh 180. Rồi, cái tần số xung nó thường trong trang trí cổ bô quý khách sẽ chỉnh tầm này nè. Sẵn chia sẻ cái thông số chỉnh luôn. Có nhiều chỗ bán máy hàng nó giấu ghê lắm, nó không có chỉ. Nó có gì đâu mà phải giấu. Nó thường muốn trang trí được cổ bô quý khách chỉnh dao động cho mình từ 9 hạt cho đến 10 hạt hoặc 11 hạt. Nó mới ra đẹp, còn chỉnh cao quá cũng khó ra cái mũi tên lắm. Rồi, ở trong ví dụ này thì mình sẽ chỉnh 10 hạt. 10 hạt có nghĩa là gì, mình cũng nhắc tới nhắc lui cho nhiều quý khách hàng chưa hiểu xung là gì luôn. Xung là có sự dao động giữa dòng nguội, tức là dòng này nó không chảy kim loại là 30 ampere, dòng này nó sẽ chảy kim loại là gọi là dòng chính là 180 ampere. Quá trình đi từ 30 lên 180 ampere 10 lần trong một giây, nó lặp đi lặp lại 30 lên 180 là 10 lần như vậy trong một giây, nó gọi là 10 hạt. Rồi, trong cái quá trình đó thì nó sẽ ngâm cái thời gian của cái dòng 180 này nè là 0,35 giây. Đây là đơn vị tính là 35% của một giây để nó ngâm dòng chảy kim loại 180 ampere, thì là 0,35 giây để nó giữ cái dòng 180. Rồi mình lấy một giây mình trừ đi 0,35 giây thì là bằng 0,65 giây nó ngâm dòng 30 ampere, có nghĩa là nó ngâm cái dòng làm nguội nè, bay ampere gọi là dòng nền đó. Rồi, đơn giản vậy thôi. Thì bây giờ mình sẽ vô mình tiến hành mình cân chỉnh đó. Nếu mà mình làm ra đường này nếu chưa đẹp thì mình có thể tăng cái độ rộng lên. Độ rộng có nghĩa là cái chỗ nãy mình nói đó, cái thời gian ngâm là điều ti đó, điều ti pound điều ti là 35% của một giây đó. Nếu mình thấy cái con hàng nó chưa đủ độ rộng đúng không, thì mình tăng cái độ rộng lên. Rồi bây giờ độ rộng hiện tại là mình đang chỉnh 35, thì bây giờ mình vô tiến hành mình đạp pedal và mình cho em nó vô trang trí cổ bô trên máy tích 250 BC bằng dàn gá xoay tròn, công suất là 50 kg, tốc độ vòng quay tối đa 20 vòng trên một khúc, và motor là motor rất là xịn hào 3 pha 220V của Hàn Quốc, biến tần là 200W của Mitsubishi Nhật Bản. Nó mình là đây là nói thiệt Nhật nha, chứ không có lên nói gian nói dối mà nhức đầu lắm nha. Đó, Mitsubishi là Nhật chứ không có cái vụ siêu thị mà là máy của Nhật được đâu. Vô bắt đầu khởi động hàng trang trí cổ bô cho tất cả quý khách hàng coi. Vô. Đó, mình phải giữ tay vậy. Còn muốn tự động thì sẽ cho nó tự động. Em nó đang tiến hành hàng một đường trang trí cổ bô rất là tuyệt vời. Xong. Đó, có thấy không? Chúng ta cùng nhau coi. Nếu khách hàng chưa thích cái độ rộng này đúng không? Đó, tức là bề ngang này chưa đẹp đúng không? Mà mình sẽ mở ra cho khách hàng coi nè. Đó, đây là đường trang trí cổ bô mình vừa thực hiện xong. Nó tùy theo cái tốc độ nhanh chậm thì mình sẽ tạo ra những cái đường mũi tên như thế này. Đó, bây giờ mình sẽ thay đổi một vài cái thông số nữa cho quý khách hàng coi chơi nha. Khóa lại. Mình sẽ thay đổi vài thông số cho mọi người coi chơi. Thêm một thông số nữa. Trước mắt mình chưa thay đổi gì, mà mình sẽ cho cái tốc độ vòng quay của cái gá xoay này chậm lại một chút ha, thì nó cũng có thể làm cho cái độ rộng lớn ra. Cũng y vậy ha. Đạp cò. Nhưng mà mình cho nó chậm lại. Cho nó chậm lại chút. Đó, thì nó sẽ cũng sẽ thay đổi chút xíu. Đó các bạn ha. Xong. Đó. Rất long lanh chiều nội trú. Các bạn thấy không? Rất đẹp. Đó, bằng cách thay đổi tốc độ chậm lại. Thì em nó cũng ra cái đường bề ngang rộng lên. Có hai cách chỉnh. Tốc độ hàng tương ứng với cái là cái ví dụ cái thông số đó nãy là mình thấy cái độ rộng con hàng nó chưa ngon, thì mình có thể chậm lại cái gá thì nó cũng ra một cái đường như thế này. Đó, bây giờ mình tiếp tục mình làm cho nó dứt điểm cái đường này cũng ở thông số mà tốc độ chậm này ha quý thằng ha. Đó, mà mình bật tự động đi, mình khỏi gá nữa mất công. Thường cái này mình phải cần một cái kiến mỹ, mình sẽ tặng vô cái hàng cái kiến mỹ để mình chặn cái này, để mình coi cái hậu quang luôn nha khách hàng ha. Rồi bây giờ mình sẽ bật lên tự động cho nó tự hàng luôn nha. Cái đường kế bên với tốc độ mới vừa chỉnh. Vô. Đó, rất là tuyệt vời ha khách hàng ha. Khi nó xong một đường thì mình sẽ tắt ha. Rồi xong.
Đó, mình đã thực hiện ở trạng thái là tự động rồi đó quý thầy. Bây giờ mình sẽ tăng lại tốc độ ban đầu ra cái đường này, và mình sẽ tăng cái độ rộng bằng cái máy, chứ mình không tăng độ rộng bằng cách giảm tốc độ motor. Quý khách hiểu ý mình nói không? Bây giờ hồi nãy cái tốc độ ban đầu mình chạy là tầm này nè. Đó. Đó. Thì bây giờ mình sẽ hàng cái đường khác. Đây, mình sẽ hàng đường khác. Đây, đường này. Mình sẽ hàng cái đường khác. Đây, mình làm sắp dài dòng để mình chỉnh dài thông số cho quý khách hàng coi. Bây giờ mình vẫn để nè ha. Mình sẽ thay đổi nè, dòng nền là mình cho lên là 35. Rồi. Dòng chính mình vẫn đang giữ nguyên là 180 dòng chảy á, nhưng mà tần số cũng giữ nguyên. Tốc độ dòng quay ban đầu là nhanh như cái đường ban đầu là đường này, và độ rộng bây giờ mình tăng nó lên. Mình sẽ tăng nó lên là 39%, có nghĩa là 0,39 giây giữ dòng 180 ampere và 0,61 giây sẽ ngâm dòng nền là 35 ampere. Rồi bây giờ mình sẽ đi lấy cái kiến Mỹ hơi khỏi đi, mình cho nó tự động luôn hết nè, gạt lên tự động nha, cho nó tự quay nha. Mời tất cả quý khách hàng theo dõi vô nó với tốc độ nhanh ban đầu rồi đó, với tốc độ nhanh ban đầu đó. Đó là đường trang trí của bộ rất là tuyệt đỉnh, nó mình thay đổi rất là nhiều thông số nè. Rồi xong đó, quá đẹp quý khách hàng thấy không, tuyệt vời chưa. Mình mở ra cho mọi người coi cái ổng không? Đây. Quá xịn nào. Đó, đây là tất cả những cái thông số mình có thể thay đổi và mình chỉnh. Rất là tuyệt vời. Rất là tuyệt vời hết nè. Đó, đường mình chỉnh. Thực ra rất là dễ, nhiều cái thông số mình có thể biến thiên để mình chỉnh. Thì quý khách hàng nào mua tích lạnh này nè, với cái giá này thì mình sẽ chia sẻ không có giấu giếm bất cứ một điều nào luôn. Chứ không có giấu giếm gì cả. Để mình chia sẻ cho quý khách hàng cái cách chỉnh về vấn đề trang trí turbo cũng như hàng titan. Không có giấu nghề, không có giấu, có quỷ gì đâu. Thì bây giờ về đi, mình sẽ làm vài ba đường tích nữa. Rồi, bây giờ mình sẽ quất một cái đường trang trí cổ vô cho tất cả quý hàng coi. Ừ quên nữa, 7 triệu rưỡi mình sẽ tặng cho mọi người một cái kiến hàng như thế này. Đó, thường cái này là để ứng dụng trong cái gắn vàng gá là vậy đây. Tại nhiều khi mấy anh thợ mà ngồi làm á, thì không cần đeo kiến, chỉ cần nhìn qua cái cục này thôi. Rồi, đó, thường mình sẽ kiếm chỗ để mình gá, mình che. Đó, quý hàng có thể mở này ra để kẹp vô đây. Đó, mình sẽ che cái đường hàng để cho mấy anh thợ anh dễ coi. Nó kẹp đại đây là cũng quất được liền. Đó, mình sẽ tặng cho quý khách hàng cái này. Rồi tạm thời mình đừng cái gá vô, nó mất thời gian của video ha. Rồi mình sẽ cầm tay đi. Đó, mình sẽ tiến hành hàng một cái đường trang trí cổ vô nữa cho tất cả quý khách hàng coi. Vô. Đó, quý khách hàng đang theo dõi. Đó, gá xoay tròn đang thực hiện trang trí cổ vô titan rất là tuyệt vời trên cái gá xoay tròn mini có tải trọng 50 kg nha quý khách hàng. Quá đỉnh luôn á. Xong. Đó, quý khách hàng thấy rất rõ không? Mở ra, đó, đường trang trí quá tuyệt đỉnh. Rồi, mình làm thêm vài thông số nữa. Đây, mình cho nó chậm lại chút xíu thôi. Đó, xíu thôi. Rồi, vô. Quý khách hàng đang coi tiếp cái đường trang trí của bộ để coi cái hiệu ứng đó. Đó, mỗi cái mình chỉ thay đổi độ rộng, thay đổi tốc độ. Đó là cái cơ bản trong quá trình mình chỉnh trang trí của bộ đó, cái này ha. Xong. Quá tuyệt vời. Nó lần này mình chậm lại thì nó không ra màu xanh mà nó ra cái màu khác nè. Đó, bên này xanh nè. Đó, nó thay đổi màu sắc tuyệt trần luôn. Làm nữa, làm đường nữa cho mọi người coi cho nó đã. Làm đường này. Rồi, làm đường này xong, gạt vô. Lần này mình trả lại tốc độ ban đầu nó nè ha, và mình tăng nhẹ cái độ rộng xung. Đó, mình tăng cái tần số lên 1 hạt và mình tăng nhẹ cái độ rộng xung này lên 45 hạt để coi nó ra hiệu ứng gì. Rồi tiếp tục làm tiếp bằng cái gá xoay tròn xịn hào này. Vô để coi coi ổn không. Xong, đẹp ha, ổn luôn đó, đúng không quý này, ổn không. Mở ra nè, coi coi đó. Chúng ta có thể tùy biến những cái thông số đó để mình chỉnh. Quất đường nữa coi. Đường nữa coi. Cho nó đẹp long lanh miên man không nha các bạn ha. Vô. Quá xịn hào. Tắt. Quá tuyệt vời. Mở ra cho quý khách hàng coi. Đó, cái đường đẹp ghê không? Đây là toàn bộ những cái
những cái gì mà em nói làm ra là cái đó. Đây là cái gá xây và sử dụng kích 250bc của chúng ta để thực hiện những cái đường trang trí Google. Đây là những gì làm thực tế nhất chứ không có gian dối mập mờ để gì cho nó mệt mỏi nữa rằng ha. 250bc là một sản phẩm mình nói rồi, nó sẽ ứng dụng rất là tuyệt vời trong cái ngành này đó. Xong bây giờ mình sẽ vô máy mít cho mày nè, tích chán rồi giờ tới mít đi. Đây, chúng ta sẽ có một cái cách để mình lắp máy mít, và đây là con máy mít Mark Mix 265 Tenja xịn hào của chúng ta. Thì thường á, nãy mình nói cái hàng rồi đó, mít thì nó không có lòi ra một cái dắt cắm giống như tích nè, cho nên là ở trong cái súng hàng mít thì khi khách hàng mua cái máy mít mà để gá lên xoay tròn thì mình có làm sẵn cho một cái cọng dây ở trong đây. Dĩ nhiên là khi cái súng mít của chúng ta muốn bóp cò vẫn còn xài được bình thường. À, bóp cò dây nó dẫn ra đây cò nè, vẫn bóp cò bình thường, hay là mình sẽ xài súng thẳng. À, ai muốn mua máy mít này thì mình sẽ tặng vô cái súng thẳng này luôn, không có không bán buôn vậy đó. Bóp cò dây nó chạy chạy miên man ra này. Đó rồi, nhưng mà mình vẫn có cái đường này để mình kết nối tín hiệu với cái bộ gá xoay. Hai bạn ạ, bây giờ mình sẽ đi kết nối đường tín hiệu. À, bây giờ mình sẽ kết nối vô cái hộp điều khiển nha các bạn. Đây cọng dây này nè, rồi mở ra hộp điều khiển của thằng gá xoay nè, lấy cái cọng dây này trong cái súng mít thẳng, rồi đưa vô. Rồi bây giờ mình sẽ đi tiến hành tháo cái súng hàng tích ra để mình gá nó vô, xong rồi mình sẽ quay trở lại mình hàng liền cho tất cả quý khách hàng coi nha. Mình kết nối súng mít xong hết rồi nè ha. Rồi bây giờ mình chỉnh sơ cái dòng này, mình không có, đúng ra mình không có edit video, mình chưa biết dòng nó bao nhiêu hết trơn á, nên mình chỉnh đại đi ha. Nếu mà nó chưa ngon thì mình sẽ tăng từ từ, tăng dòng hàng, hoặc mình sẽ tăng tốc độ, hoặc mình giảm tốc độ của cái dàn gá này thôi. Đó, đầu tiên mình để thử là 210 đi, tại miếng này nó cũng dày, và tốc độ cũng là mình chỉnh đại đi, từ từ mình sẽ chỉnh. Rồi bây giờ mình tiến hành mình hàng nha các bạn ha. Mình sẽ gạt lên cho nó hàng đi, mình thử bằng chế độ tay đi, đạp tới đâu thấy không ổn thì mình sẽ chỉnh thông số ha. Vô quý hàng đang theo dõi gá xoay tròn kết nối với mắt bích 265 trên da hàng mặt bích, rất là tuyệt vời đúng không? Quý hàng thấy rất là tuyệt vời, tốc độ này cũng vừa tương đối với cái mặt bích này rồi. Quá đẹp đúng không? Quý hàng thấy không, mặt bích hàng, nói chung là mình làm đại loại nó vậy thôi, nó hàng là như vậy là cũng ổn ổn rồi hết hàng ha. Rồi mình sẽ phải làm một đường nữa cho cái hàng coi chơi nó nha. Cái gá này nó mình xoay được, mình chỉ mình lóc, mình mở cái khóa này cái mình xoay xuống đây là 90 độ nè. Mình đã gá xong cái mặt bích rồi, này mình làm mô phỏng chơi chơi thôi nha. Đó, chứ còn mà khi mà mọi người vô gá thực tế mình phải cần phải chỉnh, cân chỉnh cho nó đàng hoàng những cái thông số về dòng hàng rồi tốc độ hàng đủ thứ đó. Bây giờ mình sẽ vừa hàng vừa chỉnh nha. Vô coi được chưa, nó chưa được thì mình sẽ chỉnh lại thôi. Đó đã đỡ rồi đó, khởi động nó cái coi vô để mình ngưng lại mình coi cái mối hàng này đạt chưa. Đó hơi bị nhanh, mình sẽ cho cái tốc độ này chậm chậm lại chút xíu. Rồi vô rất tuyệt vời đúng không? Cái hàng đang theo dõi dàn gá đang hàng mít nha, dàn gá tròn ở góc 90 độ đang hàng mít miên man. Rồi đó, đó là cái ứng dụng của gá. Làm lại cái nữa nè, giá này thì đang hàng mít và mình sẽ có giá bán chỉ có 7.500.000 thôi, sử dụng motor 3 pha 220V của Hàn Quốc và cái biến tần 20W Mitsubishi của Nhật, giá chỉ có 7.500.000. Rồi xong, đến đây thì video nó cũng dài và mình sẽ cần đi giao máy cho khách hàng liền ha các bạn, cho nên mình sẽ dừng video tại đây.
Chúc các bạn khách hàng có một ngày thật đẹp và an bình. Xin thân ái chào tạm biệt.